Xin chào tất cả các em. Ở bài hôm trước á, anh đã giới thiệu cho các em một số cái dạng bài tập tính toán mà các em sẽ gặp trong hóa học. Và anh cũng đã giới thiệu với các em một số các cái công thức cơ bản mà các em bắt buộc phải ghi nhớ thì các em mới học và làm các cái bài tập về hóa được. Đó, ở đây có anh đưa ra bốn công thức này. Thì đây là những cái cơ bản nhất rồi và những cái công thức này thì các em chỉ cần nhớ bốn công thức này thôi. Chúng ta không cần phải nhớ nhiều quá làm gì. Vì đối với anh thì các em nên cố gắng học hiểu hơn là các em học một cách thuộc lòng. Vì hóa học nó rất là nhiều và nhất là cái phần phương trình phản ứng thì chắc chắn là các em không thể học thuộc được. Và ngày hôm nay á thì anh sẽ giới thiệu đến các em cái dạng bài tập đầu tiên. Đó là cái dạng bài tập liên quan đến định luật bảo toàn khối lượng. Đây là một cái dạng căn bản nhất mà các em đã được học. Nói chung là học bảo toàn khối lượng thì các em được học từ lớp 7 rồi. Và cái chương trình cấp 2, lớp 8, lớp 9 các em cũng học về cái định luật này rồi. Nhưng mà sau này kể cả lúc các em làm các cái bài thi về tốt nghiệp trung học phổ thông các em vẫn sẽ phải sử dụng cái định luật bảo toàn khối lượng này. Nên là ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu với các em về cái dạng bài tập này nhé. Định luật này được phát biểu như sau này. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Đấy, thì cái này lý do của cái định luật này á, là do là các chất nó chuyển hóa qua lại lẫn nhau thì về cơ bản á, cái nguyên tử của chất A kết hợp với nguyên tử của chất B tạo thành chất mới thôi. Anh sẽ ví dụ cho em thấy nhé. Ví dụ như ta có này. Ví dụ ta có cái phương trình là CO2 này. Phương trình là CaCl2 đi cộng với Na2CO3 nhé, thì nó tạo thành là CaCO3 cộng với 2NaCl đúng không ạ? Thì các em thấy rằng á ở cái trong cái phương trình này á thì khi mà hai chất này kết hợp với nhau này tạo thành hai chất mới, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên một nấy các cái nguyên tử thôi, vẫn là carbon, vẫn là canxi, carbon oxy, và bên này nó cũng y hệt như thế. Tức là các cái chất nó chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Nhưng về cơ bản các cái nguyên tử, các nguyên tố nó vẫn di chuyển, nó vẫn bảo toàn ở trong này, cho nên là nó không có sự thay đổi về khối lượng. Đấy. Căn bản là như thế. Và chúng ta sẽ có nhá, ví dụ như là chúng ta có chất A này cộng với chất B tạo thành chất C cộng chất D đúng không ạ? Thì theo định luật bảo toàn khối lượng á thì ta sẽ có là MA này cộng với MB nó sẽ bằng khối lượng của MC cộng với MD. Rất là đơn giản đúng không ạ? Tức là tổng khối lượng của các chất ban đầu nó sẽ bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm. Đó. Nhưng mà cái quan trọng á là làm sao các em biết là cái đề bài nào thì các em cần phải sử dụng định luật bảo toàn khối lượng. Đó. Thì anh sẽ đưa ra một cái mẹo để cho các em thấy nhé. Khi mà các em làm bài mà các em để ý cái đề bài nó cho rất là nhiều khối lượng thì tất nhiên là các em dùng định luật bảo toàn khối lượng thôi. Đấy, đó là một cái mẹo rất là căn bản đúng không ạ? Và ngoài ra khi mà các em còn thấy cái đề nó người ta không chỉ cho nhiều khối lượng hoặc là thậm chí người ta cho các cái dữ liệu để mình có thể tính toán được số mol thì từ đó mình suy ra được khối lượng á, cũng dần tới là cái bài đó mình có thể sử dụng định luật bảo toàn khối lượng được. Đấy, để hiểu rõ hơn về cái cách này thì anh sẽ cùng các em giải một số các bài tập nhé. Nói chung là để nhớ được các cái bài tập, các cái cách làm các bài tập trong hóa thì không có cách nào hơn là chúng ta cần làm nhiều bài tập vào thì sẽ nhớ thôi, đúng không ạ? Thực hành nhiều sẽ nhớ được lý thuyết thôi. Thì anh sẽ có cái bài số 1 này. Đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh tạo thành 6,4 gam SO2 và người ta bắt mình tính khối lượng oxy đã phản ứng. Đó. Thì ta sẽ có nhé. Các em đầu tiên là cái hóa học nó khác với cái toán học ở chỗ là nó có phương trình hóa học. Đó. Cho nên anh luôn nói là cái phương trình hóa học là một cái rất là quan trọng mà các em phải nắm. Thì ở đây ta có này, lưu huỳnh tạo thành SO2 đúng không ạ? Thì nó phải phản ứng với oxy. Đó, ta sẽ có nhá. Lưu huỳnh này cộng với oxy này tạo thành SO2 là lưu huỳnh dioxide. Đúng không ạ? Thì theo cái định luật bảo toàn khối lượng á, tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng sẽ bằng tổng khối lượng của sản phẩm. Thì ta sẽ có này, từ đây ta sẽ có là khối lượng của lưu huỳnh đúng không ạ, cộng với khối lượng oxy
thì sẽ bằng khối lượng của SO2 đúng không ạ? Và ở đây em thấy rằng người ta đã cho khối lượng của lưu huỳnh này này. Người ta đã cho khối lượng của SO2 rồi. Và mình cần tìm khối lượng oxy đúng không? Thì ta sẽ có này. Khối lượng của oxy á sẽ bằng khối lượng của SO2 trừ đi khối lượng của lưu huỳnh và bằng 6,4 trừ đi 3,2 là bằng 3,2 gam. Đấy, các em thấy rằng cái dạng bài dùng định luật và toàn khối lượng á là các em thấy để người ta cho rất là nhiều khối lượng đó, hoặc là người ta cho cái sự kiện mà mình có thể đổi ra số mol được, thì đó là cái cách nhận biết bài tập mà phải sử dụng định luật và toàn khối lượng. Chúng ta tiếp đến bài tập số 2 nhé. Đốt cháy 10 gam carbon cần 11,2 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn thu được 22 gam CO2 và người ta bắt mình tính M. Thì ở đây các em thấy là cái người ta đã cho cái số mol của oxy này. Người ta cho thể tích của oxy chứ. Và từ cái thể tích này thì dựa vào công thức tính số mol, các em có thể hoàn toàn tính ra được số mol của nó. Và tính được số mol thì chúng ta cũng sẽ tính được cái khối lượng của oxy đúng không ạ? Và đây ta lại cũng có khối lượng của CO2 nữa, thì ta sẽ suy được khối lượng của carbon. Thì đầu tiên là chúng ta đổi cái oxy này ra mol nhé. Thì ta sẽ có này, số mol oxy á, theo công thức ở đây là khí mà, thì số mol sẽ bằng V này chia cho điều kiện tiêu chuẩn, nên là V chia cho 22,4. Thì ta sẽ có số mol và sẽ bằng 11,2 chia cho 22,4 và ta được là 0,5 mol. Có số mol của oxy ta sẽ suy ra được khối lượng của nó. Dựa vào công thức này, M của oxy á sẽ bằng số mol nhân với nguyên tử khối đúng không ạ? Thì số mol là bằng 0,5 này. Nguyên tử khối các em để ý nhé này, oxy là O2 đúng không ạ? Thì một oxy nguyên tử khối của nó là 16. Thì ở đây là O2 thì ta sẽ nhân 2 lên là 32. Và ta sẽ được là 16 gam. Nhiều em thắc mắc là lúc nào thì nhân với O2, lúc nào nhân với O. Thì các em lưu ý nhé, đối với chất khí á, nếu như ta viết ở điều kiện thường thì lúc nào ta cũng viết là O2 hoặc H2 đúng không? Chất khí trong không khí nó luôn liên kết thành cặp với nhau, cho nên là khi mà tính nguyên tử khối thì ta phải nhân đôi lên. Đó. Sau đó ta sẽ viết cái phương trình là C cộng với O2 tạo thành CO2. Đấy, các em thấy không? Cái phương trình trong hóa học là cái điều rất là quan trọng, nó quan trọng hơn cái việc tính toán rất là nhiều, nên là các em phải biết nắm vững tính chất của các chất trước khi mà các em học tính toán. Đấy. Thì ta sẽ có này, theo định luật bảo toàn khối lượng á, thì ta sẽ có là khối lượng của carbon cộng với khối lượng của oxy sẽ bằng khối lượng của CO2 đúng không ạ? Và đây là người ta cho khối lượng của oxy rồi này, khối lượng CO2 rồi này, người ta bắt tính khối lượng carbon, thì ta sẽ suy ra là khối lượng của carbon sẽ bằng khối lượng của CO2 trừ đi khối lượng của oxy là sẽ bằng khối lượng CO2 là bằng 22 trừ khối lượng oxy ta tính được ở trên là 16, thì ta sẽ có kết quả là 6 gam đúng không ạ? Đấy, như vậy cái bài này nó sẽ khó hơn bài trên một chút, là người ta cho cái oxy ở đây không phải là khối lượng mà người ta cho thể tích. Thì nếu như người ta cho thể tích á, thì các em phải đổi nó thành cái số mol, sau từ mol chúng ta đổi sang khối lượng thì chúng ta cũng sẽ tính được ra khối lượng của nó thôi. Đó. Và cái dạng bài như thế này thì các em sẽ rất là hay gặp, vì khi mà các em nhìn thấy á đề người ta cho rất là nhiều khối lượng này, hoặc là người ta cho mình những cái dự kiện mà nó có thể đổi thành khối lượng, thì các em nên nghĩ ngay đến cái việc đầu tiên, đó là chúng ta sẽ sử dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải bài toán đó nhé. Và chúng ta sẽ đến với bài toán số 3 nhé. Ta sẽ có bài số 3 như sau này. Đốt cháy M gam magie trong không khí, ta được 8 gam MgO. Biết rằng khối lượng của magie bằng 1,5 lần khối lượng của oxy. Tính khối lượng của magie và khối lượng oxy. Thì ở đây trước tiên ta sẽ viết cái phương trình ra đúng không ạ? Ta sẽ có này, Mg khi cháy trong không khí á, thì sẽ cộng với oxy và tạo thành MgO. Đấy. Cho nên là các em cần phải nắm vững tính chất hóa học của các chất trước khi các em biết làm bài tập. Đó, cho nên anh mới hướng dẫn các em học thông qua cái danh sách video hóa học căn bản trước.
Bởi vì nếu như mà không nắm được tinh chất của các chất, các em không viết được phương trình nhá, thì chắc chắn là các em không làm được bài tập đâu. Đấy. Cho nên là phải nắm tinh chất trước nhé. Và theo định luật bảo toàn khối lượng á, thì ta sẽ có là khối lượng của Mg này cộng khối lượng của oxy bằng khối lượng của MgO, đúng không ạ? Và đây các em để ý, người ta cho cái dự kiện là khối lượng của Mg thì bằng 1,5 lần khối lượng của oxy. Các em thay nó vào cái phương trình này thì nên thay như thế nào ạ? Tức là người ta đã cho phương trình như thế này á, thì các em nên thay ở đâu có Mg thì thay bằng cái khối lượng của oxy, nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Ta đỡ phải tính toán lại. Thì ở đây ta chỉ cần thay khối lượng Mg bằng 1,5 lần khối lượng oxy thôi. Thì ta sẽ có là 1,5 lần khối lượng oxy, đúng không ạ? Cộng với khối lượng oxy bằng khối lượng của MgO. Ta sẽ có ở đây là MgOC là chung này, thì ta sẽ có 1,5 này cộng với 1 là bằng 2,5, đúng không ạ? 2,5 khối lượng của oxy sẽ bằng khối lượng của MgO. Và ta sẽ thay cái khối lượng MgO vào, thì ta sẽ có 2,5 khối lượng của oxy là bằng 8. Thì ta sẽ có là khối lượng của oxy sẽ bằng 8 chia cho 2,5, đúng không ạ? Thì ta sẽ được là khối lượng oxy ở đây là bằng 3,2 gam. Có khối lượng oxy rồi, ta sẽ suy ra khối lượng của Mg là sẽ bằng 1,5 lần khối lượng oxy bằng 1,5 nhân với 3,2, thì ta sẽ có kết quả là bằng 4,8 gam. Đấy. Thì em thấy là bài này chúng ta vẫn sử dụng được định luật bảo toàn khối lượng. Đó, vì nó cho rất là nhiều khối lượng chúng ta có thể giải được. Và anh sẽ làm tiếp một cái bài cuối cùng nhé. Ta có bài toán sau này: nung mờ gam đá dolomit, tức là hỗn hợp của CaCO3 và MgCO3, thì thu được 104 kg Ca cộng với MgO và 88 kg CO2. Người ta bắt tính mờ. Thì các em lưu ý là cái dạng bài tập bảo toàn khối lượng á, nó không chỉ áp dụng cho đơn chất mà nó còn áp dụng cho hỗn hợp nữa. Đó, đây là một ví dụ này. Cái này rất hay xuất hiện trong thực tế này. Cái đá này người ta hay dùng để nung đá vôi đấy. Thì ta sẽ có này. Ở đây chúng ta sẽ viết một cái phương trình tổng quát về bảo toàn khối lượng. Tức là nung cái này thì nó ra CaO cộng MgO và CO2, đúng không? Thì các em có thể viết như sau này. Ta nung nóng nó lên thì sẽ ra được là CaO này cộng MgO và cộng với CO2, đúng không ạ? Ở đây mà các em viết từng phương trình ra thì nó sẽ dài hơn và nó khó làm hơn. Thì ta viết một cái phương trình tổng quát này thì chúng ta sẽ thấy ngay ở đây có định luật bảo toàn khối lượng á. Tổng khối lượng của chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của sản phẩm. Thì ta sẽ có này. M của CaO CaCO3 cộng với MgCO3 thì bằng M của CO cộng với MgO và cộng với M của CO2. Ta chỉ cần thay các sự kiện đề bài vào cho thôi. Khối lượng của CaO cộng MgO là bằng 104 kg cộng với của CO2 là 88. Và ta sẽ có kết quả là 192 kg. Các em lưu ý là các đơn vị này nó phải cùng đơn vị nhé. Thì chúng ta sẽ có là M của nó sẽ bằng 192 kg. Đấy. Như vậy cái bài hôm nay á, là anh đã giới thiệu đến các em định luật bảo toàn khối lượng và một số các cái bài tập liên quan đến định luật này. Cái định luật này nó không khó, nhưng mà cái khó là các em phải nhận biết cái bài nào chúng ta nên sử dụng định luật này. Tức là người ta cho cái đề nó rất là nhiều khối lượng, hoặc là các cái dự kiện các em có thể đổi ra khối lượng được, thì các em nên sử dụng cái định luật này vì nó làm bài tập rất là nhanh. Đó. Và đến bài hôm sau thì anh sẽ giới thiệu các em tiếp các cái dạng bài tập tính toán tiếp theo. Đó. Chúng ta sẽ làm tiếp về cái lập hệ phương trình nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi video, và nếu như các em có bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc thắc mắc nào, các em có thể comment về bên dưới video nhé. Anh sẽ luôn lắng nghe và trả lời mọi thắc mắc của các em. Còn nếu như các em có nhu cầu thì các em có thể tham gia cái link Facebook Mất Gốc Hóa anh để ở phần mô tả.
Em có thể inbox anh để tham gia nhóm chat để các em có thể hỏi bài, hoặc là các em có bất kỳ cái thắc mắc nào về hóa học thì anh và rất là nhiều bạn trong nhóm cũng rất là giỏi sẽ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của các em. Và cảm ơn các em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo nhé. Bye bye.